nào chúng ta cùng xét ví dụ sau đây thì đây cũng là một cái kiểu câu hỏi mà người ra đề người ta cũng rất hay ra cho các em đó là cái, cái dạng bài toán kiểu như bài toán đếm do đó mà các em cũng phải làm quen dần và hình thành các kỹ năng khi mà giải những cái câu hỏi kiểu như này cho thầy nhé đây đầu bài người ta cho các em một loạt các cái chất và cụ thể ở đây các em có thể nhìn thấy cái công thức cấu tạo của các chất ở đây được chưa và người ta hỏi các em là các cái chất mà đều tác dụng được với Natri và CuOH hai lần là gì cho các em bốn đáp án là A, B, C, D ở đây. Đấy. Thế thì để làm được như này thì các em phải nhớ được về cái phần lý thuyết cho thầy. Thế chứ nào? Và phải biết cái cách làm, tức là chúng ta phải đi loại trừ các đáp án. Nhớ chưa? Thế thì thầy sẽ giải luôn cho các em nhé. Các em đã tìm ra đáp án đúng chưa? Và dành thời gian dừng video lại và tự làm đi. Sau đó thì thầy sẽ giải chi tiết cho xem cái kết quả. Được chưa nào? Thì các em để các em thuận tiện cho quá trình mà các em giải thì thầy sẽ hiển thị các cái nhóm chức của các cái hợp chất này lên cho các em thì chúng ta thấy rằng ở đây ấy, chúng ta thấy có các cái ancol ancol thì có ancol đơn chức và ancol đa chức đúng không? Đấy, và có cái nhóm chức et ở đây nữa đấy thì cho một loạt các hợp chất của chúng ta như vậy. Thì cụ thể thì các em nhớ cho thầy là các cái chất mà có thể tác dụng đồng thời với natri và CO2 hai lần ấy thì phải đồng thời thỏa mãn các cái điều kiện. Thứ nhất là để tác dụng được với natri thì phải có nguyên tử hiro linh động. nhớ nhá. Thứ hai để tác dụng với CuOH hai lần thì nó phải có phải là ancol đa chất và các cái nhóm OH đó phải liền kề nhau. Thế nào? Đấy, phải thỏa mãn đồng thời các cái yêu cầu này. Thì bây giờ thầy và các em chúng ta sẽ nhìn vào các yêu cầu này và đi kiểm tra công thức cấu tạo của các chân thứ nhất tác dụng với natri thì phải có nguyên tử hero linh động thì kem nhìn vào một loạt 6 cái công thức cấu tạo này kem thấy rằng riêng cái anh F này là ET anh này là ET do đó anh này không có nguyên tử hero linh động chúng ta loại ngay anh F được chưa và kem nhìn cho thầy trong bốn đáp án A B C D mà có F ở trong đó chúng ta loại đi đây đáp án A nó có F chúng ta sẽ loại đi được chưa nào Đấy, cách làm như thế. Tiếp đến, à, phải khi tác dụng với CuOH hai lần thì cái ancol đó phải là ancol đa chức. Thì chúng ta nhìn đến đây có anh nào ancol nào đơn chức chúng ta loại đi. Thì chúng ta nhìn đến đây, anh này hai chức hai chức này, hai chức này, ba chức, chức, chức này, đơn chức. Vậy đây à, anh E này loại. Đúng không? C2H5OH loại. Thì nhìn vào bốn đáp án. Đáp án nào mà có E thì chúng ta loại đi. Vậy chúng ta thấy có đáp án D, E thì chúng ta loại được chưa chỉ còn phân vân giữa đáp án B và đáp án C thôi thì chúng ta sẽ xét tiếp cái trường hợp này đó chính là ancol đã đa chức rồi thì các nhóm OH phải liên kề nhau đấy để đưa ra ví dụ này để, để ôn luyện cho các em đấy thì nhóm OH phải liên kề nhau thế vậy thì bây giờ tìm xem trong các anh còn lại anh nào mà nhóm OH không liên kề chúng ta loại đi chúng ta nhìn thấy ở đây à, anh này có liên kề không có đúng không anh này liên kề nhau thỏa mãn anh này anh này hai nhóm OH ở hai đầu không liên kề nhau loại được chưa? Anh A hai nhóm OH liền kề nhau được. C ba nhóm OH này liền kề nhau được. Vậy hiển nhiên rằng chúng ta phải tìm trong bốn hai đáp án còn lại là B và C đáp án nào mà có anh B này loại. Vậy chỉ có đáp án B này chúng ta loại đốt. Chúng ta chỉ còn mỗi đáp án là đáp án C mà thôi. Được chưa nào? đấy thì cái cách làm này là cách làm đối với những em nào mà chưa quen mà chưa nắm chắc được cái tính chất học của nó thì thầy đưa ra đây để liệt kê và nhắc lại cho các em thôi chứ còn khi mà các em đã nắm chắc rồi nhé thì các em không cần phải theo các cái bước loại đáp án như này với các em nhìn vào cái các em có thể là tìm ra là đáp án đúng ngay như thế nào thầy và các em chúng ta sẽ tiếp các ví dụ tiếp theo nhé